Quay trở về mùa giải 2015-2016, Tottenham vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League với Leicester. Họ cần phải thắng ở trong giai đoạn then chốt này, bởi hiếm khi nào câu lạc bộ mới ở gần chức vô địch đến thế. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2016, Tottenham làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge. Chelsea khi ấy trên danh nghĩa vẫn đang là đương kim vô địch, nhưng họ chỉ còn là sự đổ nát từ giai đoạn cuối triều đại Jose Mourinho. The Blue đã rơi xuống rất sâu từ trên ngai vàng, thậm chí từng có lúc ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Có lẽ với việc dẫn trước hai bàn, Spurs không thể tin được rằng họ bị một Chelsea thất bại hoàn toàn ở mùa giải đó lội ngược dòng. Phút 83, Eden Hazard ghi bàn ấn định tỷ số 2 đều. Hết thật rồi, giấc mơ vô địch bị dập tắt. The Blue đã gieo sầu cho các cổ động viên gà trống. Các cầu thủ tấn công nhau ở trên sân, dẫn đến 9 thẻ vàng cho Tottenham, kỷ lục của Premier League cho bất kỳ đội nào, 3 thẻ khác cho Chelsea và Moussa Dembélé nhận án treo giò 6 trận vì hành vi bạo lực. Tất cả đã cho thấy sự bất lực của Spurs thời bấy giờ, và họ đành ngậm ngùi nhìn Leicester nâng cúp mùa đó. 5 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy, như một lẽ tự nhiên về người đến và kẻ ở. Con người hai đầu chiến tuyến giờ đã khác. Những chứng nhân lịch sử khi xưa giờ đều là những thành viên quan trọng trong đội hình của Spurs. Eric Dier, đội trưởng Lloris, Kane và Son. Còn phía bên kia, chỉ còn lại bố lão Aspilicueta trụ lại đội hình. Một trận derby London mới nằm trong những chương mới của lịch sử sắp sửa diễn ra. Dĩ nhiên, trận derby London giữa Tottenham và Chelsea năm nào mà chẳng diễn ra, bởi mọi thứ đã được bắt đầu từ cách đây khoảng 50 năm, từ cái ngày mà hai đội vẫn còn giành giật nhau điểm số để trụ hạng. Người ta chứng kiến sự sa sút của những biểu tượng thành London một thời, như West Ham trong quá khứ hay Arsenal ở những năm trở lại đây. Để rồi sự kinh địch giữa Chelsea và Spurs cứ ngày một lên cao trở lại trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Một trận đấu để một trong hai chứng tỏ vị thế đứng đầu bóng đá thủ đô, trận chiến giữa hai đội vào cuối tuần này chính là câu trả lời cho vị thế ông hoàng thủ đô. Trở lại thực tại, thành tích của hai đội tại Ngoại Anh mùa bóng năm nay có đôi phần khác biệt. Đội chủ nhà Spurs chơi không tệ từ đầu mùa. Họ có 3 chiến thắng liên tiếp với tỷ số tối thiểu 1-0. Trong đó đáng chú ý nhất là việc đả bại đoàn quân Man City hùng mạnh. Những niềm vui lớn nhất xuất hiện khi Harry Kane đã ở lại câu lạc bộ sau khi trải qua một mùa hè ồn ào với những đồn đoán rằng anh sẽ ra đi. Tuy nhiên, những điều tệ hại chỉ thực sự xuất hiện vào tuần trước. Thầy trò huấn luyện viên Nuno Espirito Santo có một trận đấu bế tắc khi đối đầu với Crystal Palace. Họ không cho thấy được những pha phối hợp tấn công sắc bén, những đường triển khai có ý đồ rõ ràng, rồi đến hàng phòng ngự. Japhet Tanganga đi tắm sớm ở phút 58 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Cuối cùng, gà trống bị trừng phạt bởi những đòn đáp trả của Crystal Palace. 3 bàn thua muối mặt trong 15 phút cuối trận đang cho thấy đội bóng này mong manh như thế nào. Tất nhiên, họ có quyền được bào chữa với việc thiếu đi ngôi sao Son Heung-min trên hàng công. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, với việc thua bạc nhược trước một đối thủ như Crystal Palace, tất cả chỉ là những lời ngụy biện không hơn không kém. Trong khi đó, ở chiến tuyến đối diện, Chelsea đang sống trong những ngày tháng trăng mật với bản hợp đồng mới Romelu Lukaku. Lukaku mở tài khoản trong chiến thắng trước Arsenal cũng là một trận derby London khác. Anh và các đồng đội đã chiến đấu hết mình để giành lấy một điểm trên sân Anfield. Sau đó, Big Rom đã có một cú đúp đem về chiến thắng 3-0 trên sân nhà Stamford Bridge trước Aston Villa. Chuỗi bất bại đầu mùa tại các giải đấu chính thức được kéo dài tới tận con số 6 trận. Trong đó, ở 4 trận đấu Chelsea, chiến thắng trong 90 phút, The Blue không để lọt lưới bất cứ một bàn thua nào. Đã vài tháng kể từ ngày lên ngôi tại Champions League ở cuối mùa giải vừa rồi, nhưng những âm hưởng từ chiến thắng đó vẫn đang tồn tại trong lòng các True Blue. Sức mạnh đến từ một đội hình chất lượng và đồng đều mọi tuyến, cộng với bộ óc dụng binh thiên tài của Thomas Tuchel, Chelsea đang là ứng cử viên vô địch ở mọi đấu trường mà họ tham dự. Mọi thứ còn trở nên rõ ràng hơn khi sức mạnh của quái thú sân bàn Lukaku đã được chỉnh làng. Đối thủ Tottenham phía trước tiếp tục là một bài test cho tham vọng thực sự của đoàn quân áo xanh đến từ Tây London. Lực lượng của hai đội đang mang đến cho họ phần nào là những dòng cảm xúc trái chiều. Chelsea đang có được một đội hình gần như tối đa khi hầu hết các cầu thủ đều khỏe mạnh. Họ chỉ thiếu vắng duy nhất trường hợp của Christian Pulisic do chấn thương. Tuy nhiên, với một lịch thi đấu dày đặc từ Premier League và Champions League thời gian gần đây, huấn luyện viên Tuchel sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để bảo toàn thể lực, hạn chế chấn thương trong một cuộc hành trình dài. Trong khi đó, Tottenham đang gặp một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Đội chủ nhà đang phải đón một cơn bão chấn thương trên hàng công. Cả Lucas Moura và Steven Bergwijn đều đang dính chấn thương mắt cá, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Còn với trường hợp của Son hay chấn thương của Eric Dier ở trận đấu với Palace, chắc chắn cả hai sẽ vắng mặt. Hàng phòng ngự của gà trống chẳng khá hơn là bao khi Japhet Tanganga bị treo giò. Tuy nhiên, vẫn có tin mừng khi Spurs sẽ đón chào sự trở lại của Christian Romero, Lo Celso và Davinson Sanchez sau quãng thời gian cách ly. Với tình hình nhân sự như vậy, hai đội sẽ xuất phát với đội hình ra sao? Bên phía đội chủ nhà Spurs, Nuno Santo
có lẽ vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3, bóng vẫn trung thành từ đầu mùa. Đứng trong khung gỗ vẫn là đội trưởng Hugo Lloris. Bộ đôi trung vệ có thể sẽ là sự kết hợp của bộ đôi Nam Mỹ Davinson Sanchez và Christian Romero. Ở hành lang hậu vệ cánh phải, Emerson Royal sẽ đá chính sau màn thể hiện không mấy ấn tượng của Doherty tại Conference League. Cánh trái vẫn là sự góp mặt của Reguilon. Bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ vẫn là ba cái tên Harry Wing, Hojbjerg và Oliver Skip. Hàng công có thể sẽ là cơ hội để Brian Gilles ra sân từ đầu với Dele Alli khi mà khả năng cao Lucas Moura chưa đủ khỏe mạnh để thi đấu. Trung phong cắm cao nhất vẫn là siêu sao Harry Kane. Bên phía Chelsea, họ đủ khả năng để ra sân với đội hình tối ưu nhất. Chẳng ai có thể chiếm lấy suất bát chính của thủ thành Edouard Mendy và anh sẽ là án ngữ trong khung thành của The Blue. Bộ ba trung vệ sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng có lẽ Tuchel sẽ sử dụng những con người quen thuộc là Christensen, Rudiger và Aspilicueta. Sự trở lại của Rich James sau chiếc thẻ đỏ cuộc đối đầu với Liverpool sẽ giúp anh có được vị trí ở hành lang cánh phải. Cánh đối diện sẽ vẫn là sự góp mặt của Marcos Alonso đang đạt phong độ cao. Bộ đôi tiền vệ trung tâm có thể sẽ là cặp Jorginho và Kante chứ danh. Hàng công ba người quen thuộc với Lukaku đá cao nhất sẽ được hỗ trợ bởi hai tài năng trẻ Mason Mount và Kai Havertz phía sau. Ở tình thế hiện tại với những gì hai vị trí thực ra đang có trong tay, điều tất yếu là Chelsea được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách. Dẫu vậy, sức nóng của trận đấu vẫn luôn tồn tại và những cuộc đối đầu của những cá nhân xuất sắc nhất vẫn hút mắt những người yêu bóng đá. Có một con số thú vị rằng kể từ khi Thomas Tuchel lên nắm quyền tại Chelsea, không một đội bóng nào tại châu Âu giữ sạch lưới nhiều như họ với 23 trận đấu. Trong khoảng thời gian ấy, Man City là đội giữ sạch lưới nhiều thứ hai, cũng chỉ sở hữu 16 trận. Một lý do quan trọng chính là phong độ xuất sắc của thủ thành Mendy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ môn xuất sắc nhất năm của UEFA luôn có những pha cản phá không khác gì bàn thắng cho đội nhà. Nên nhớ, ở trận đấu với Liverpool vòng 3, Mendy đã có tới 6 pha cứu thua, góp phần giữ vững trận hòa cho Chelsea trong thế chơi thiếu người. Thế nhưng đối đầu với Mendy sẽ là sát thủ Harry Kane đang đi tìm lại phong độ của mình. Màn trình diễn chói sáng của đương kim vua phá lưới ngoại Anh ở mùa giải trước cũng như tại Euro 2020 đang cho thấy anh là một trong những tiền đạo hay nhất vào thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, Kane đã từng ghi tới 4 bàn vào lưới Chelsea ở Premier League, trong đó có một cú đúp trên sân nhà mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, đã hai mùa giải trôi qua, Kane chưa thể ghi bàn vào lưới của Chelsea. Một phần là vì anh đã bỏ lỡ tới 2 trận derby London trong 2 mùa vừa rồi bởi chấn thương. Động lực ghi bàn trở lại vào lưới gã hàng xóm cùng thành phố sẽ giúp cho Kane thi đấu thăng hòa trận đấu tới. Ở hàng công bên phía đối diện, Lukaku gia nhập The Blue với mục đích ghi thật nhiều bàn để giúp đội bóng này cạnh tranh chức vô địch. Anh đã ghi 3 bàn tại Premier League khi đồng thời sở hữu số bàn thắng kỳ vọng là 2,3 bàn một trận. Tỷ lệ ghi bàn ấn tượng ấy của Big Rom đang đe dọa tới danh hiệu vua phá lưới mà những siêu sao như Ronaldo, Salah hay đặc biệt nhất là Harry Kane đang hướng tới. Một màn tỉ thí công lực của hai trong số những tiền đạo hàng đầu châu Âu đang được chờ đợi. Thử thách cho Lukaku sẽ không mấy dễ dàng khi anh sẽ phải đối đầu với hàng phòng ngự được chỉ huy bởi người gác đền kỳ cựu Hugo Lloris. Đội trưởng người Pháp sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn chuỗi ghi bàn của quái thú. Những cuộc đối đầu còn lại sẽ rất đáng xem. Kante và Jorginho sẽ đối đầu với Hojbjerg và Lo Celso ở giữa sân, những người đã chơi hay trong màu áo đội tuyển quốc gia hè vừa qua. Cả hai hàng tiền vệ này đều sở hữu chất sáng tạo, sự uyển chuyển và cả sức mạnh từ cơ bắp. Ngoài ra, những màn đua tốc độ của Reguilon và Rich James ở hành lang cánh cũng rất đáng chú ý. Một cuộc chạm trán không khoan nhượng đang chờ đón chúng ta. Một trận derby London được dự báo sẽ rất khó khăn cho đội chủ nhà Tottenham bởi gã hàng xóm đáng ghét của họ đang sở hữu phong độ cực cao của một ứng viên vô địch. Sẽ là một trận cầu nóng bỏng với những màn so tài đỉnh cao của các cá nhân, những pha tranh chấp đẩy lửa trên từng mét vuông trên mặt cỏ. Chiến thắng cuối cùng sẽ gọi tên ai, nhà vua châu Âu đang thị uy sức mạnh hay bầy gà trống đang trên đường chứng tỏ mình sau một vài kết quả không như ý.